Chào mừng các bạn đến với video những bài văn miêu tả của học sinh tiểu học bá đạo nhất phần 1. Các bạn hãy đăng ký kênh bật thông báo để nhận video mới nhất. 1. Đề bài: tả một người thân yêu của em. Bài làm: nhà em có nuôi một ông bố tên là Nguyễn Quang Tuấn. Bố em làm nghề giám đốc, bố 43 tuổi. Sáng nào bố cũng vào nhà vệ sinh rất lâu, em buồn tẻ mà phải chờ bố ra. Em gọi thì bố bảo mày xuống nhà vệ sinh tầng 1 đi. Em trả lời con sợ ma thì bố lại nói vọng ra thế phải cố mà nhịn, đàn ông phải tập trải qua khó khăn cho quen đi con à. Ngày nào bố cũng đi làm tận khuya mới về. Em hỏi thì bố bảo tao đi tiếp khách. Thì thoảng bố mới vào bếp nấu ăn. Hôm nào bố nấu đều có trứng luộc, thịt luộc, bố còn hút xì gà rất hôi. Em chỉ hơi thương bố một chút thôi. Hai. Đề bài: hãy tả một con vật mà em yêu thích. Bài làm: có rất nhiều con vật mà em thích, nhưng em thích nhất là con chó. Không những em thích mà bố em cũng rất thích. Cứ dịp cuối tuần hoặc cuối tháng, bố em bảo mẹ em chiều nay làm tí chó đi. Vì mẹ em không có tiền nên mẹ em chỉ mua một cân một, thế là mẹ em cho vào luộc hoặc nấu rượu mận. Vậy là tối hôm đó, em và bố em rất thích. 3. Đề bài: tả người thân trong gia đình. Bài làm: hôm đó, mẹ em tặng cho em hai quả tét vào mông. Thì ra, cô giáo đã nói với mẹ em là: chị ơi, con chị giờ nào cũng xin cô đi xì mũi thôi, học tiếng Việt kém lắm. À, thế à? Mẹ em đáp lại với vẻ mặt như một con sư tử Hà Đông. Lúc đánh em, mặt mẹ như con khủng long đang định vồ lấy em để ăn thịt. 4. Đề bài: tả con chó nhà em. Bài làm: nhà em không có nuôi chó. Khi nào nhà em nuôi chó em sẽ tả. 5. Đề bài: tả bố của em. Bài làm: nhà em có nuôi một ông bố tên là Đào Sơn Tùng. Hàng ngày, bố chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ườn ra đấy. Đến bà là người to nhất vẫn phải làm việc, còn bố là người duy nhất không làm việc. Lúc ăn cơm gọi máy cũng chưa lên còn bảo đợi tao tí. Lúc ăn cơm xong, cả nhà chọn, bố chả chọn lại lấy điện thoại ra chơi thiên hạ vô song. Em bé thế còn phải đút xoài cho bố, từ nay em không làm o xin nữa. Em rất yêu bố, vừa vừa chứ không yêu lắm. 6. Đề bài: hãy miêu tả về một người thân của em. Bài làm: nhà em có một anh trai tên là Nguyễn Sơn Tùng, nhưng anh ấy lại không đẹp trai như ca sĩ Sơn Tùng. Anh trai em gầy và cao lêu nghêu như một cây chuối hộp. Răng của anh ấy vẩu và đưa ra ngoài nên em hay nói anh ăn đu đủ không cần thìa. Mỗi khi anh ngủ dậy, mẹ phải gào đến nỗi em ở tầng 4 cũng nghe thấy. Đầu anh ấy lúc nào cũng lù xù y như con khỉ đầu gió mà em hay xem trên TV. Mỗi khi có đồ gì ăn, anh ấy đều trốn vào trong phòng ăn một mình và bị mẹ em quát sao mày không cho em ăn với, và sau đó bị mẹ tát cho không trượt phát nào. Em rất yêu quý anh. 7. Đề bài: tả người thầy em yêu quý nhất. Bài làm: thấm thoát đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản. 8. Đề bài: hãy tả một người mà em yêu quý nhất. Bài làm: gia đình em ở cùng ông nội. Ông năm nay 60 tuổi rồi. Ông là người duy nhất trong nhà không làm gì cả. Lúc nào ông cũng nằm ườn ra ghế sofa xem TV và tính mấy ô số. Bố em gọi ông vào ăn cơm thì ông bảo tao xem tí đã, chúng mày ăn trước đi. Ông rất chiều chuộng em. Khi đi học về ông cho em xem máy tính. Nghe tiếng xe của bố về đến cổng là ông bảo có tắt máy tính đi không, bố mày về nó đánh cho nhừ đòn. Thỉnh thoảng ông vẫn ngồi kê bàn tính mấy con số. Em mà mở TV thì ông quát thằng kia: mày có tắt ngay đi không, tối mà thạch lô thì mày nhừ đòn. Em sợ quá chạy vào phòng. Tí ông lại vào cho em 10.000 và bảo ông cho tiền mai đi học mua xúc xích. Cấm không được nói với bố mày chuyện hôm qua ông trúng lô. Em rất yêu quý ông.
9. Đề bài, hãy tưởng tượng ngôi trường của em sau 10 năm. Bài làm, alo, mày hả? Ừ, tao nè, có chị không? Lâu quá chưa về thăm trường rồi, đi với tao không? Ok Kiki. Thế là chúng em trở về ngôi trường cũ. Ôi một tiếng ôi, cô em cũng đủ để các bạn nghĩ về ngôi trường sau 10 năm như thế nào. Ngôi trường Trương Vĩnh Ký 10 năm sau thay đổi quá nhiều. Cổng trường đổ sập, tất cả đổ sập vì bị sóng thần. Mọi thứ trở về cát bụi, không còn gì tả. No. 10. Đề bài, viết một đoạn văn về chủ đề tình yêu. Bài làm, tình yêu của bố mẹ. Từ lúc bố mẹ tớ học đại học ở Hàn thì bố mẹ tớ đã yêu nhau. Lúc bố mẹ cưới thì bố và mẹ tớ tôn trọng nhau. Từ lúc mẹ tớ đẻ tớ ra thì bố mẹ tớ yêu tớ. Từ lúc tớ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi thì bố mẹ tớ hơi quát nhau. Từ lúc tớ 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi thì bố mẹ tớ quát nhau tung cả nóc nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để nhận video mới nhất.